Xin chào các bạn đã trở lại với đất nước Triệu Voi. Hôm nay Mạnh Hùng xin đọc bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trông tranh dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang. Đi bán sang này. Chưa thì cơm đấy, cơm đủ. Em mì có cái bóng như một mặt cái vé là chưa chắc nhiều đi. Áo 90.000 cái áo mình chắc không biết được cái áo đấy mà.